Xin liên liệt chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế Giới Tử Xa, một kênh chuyên về ấm chén tử xa chính hãng từ Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay là sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2024. Đối với những người sưu tầm ấm tử xa, đam mê ấm tử xa và thưởng thức trà, thì rất mong đến những ngày thứ Bảy để chúng ta cùng gặp nhau và cùng ngắm rất nhiều tác phẩm ấm tử xa đẹp và độc đáo. Và kênh YouTube Thế Giới Tử Xa luôn luôn là một nhịp cầu nối quan trọng của tất cả các trà hữu trên toàn thế giới. Vâng, chúng ta cùng thưởng thức những ly trà thật ngon và tạo nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống ngày càng một tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, sáng thứ Bảy tuần này sẽ là một video đặc biệt, video giới thiệu về 8 tác phẩm ấm tử xa đẹp, độc đáo. Vâng, chất đất thì rất tuyệt hảo. Chúng tôi xin phép được bắt đầu giới thiệu 8 tác phẩm ấm tử xa đẹp, độc đáo vào sáng ngày thứ Bảy. Vâng, thưa quý vị, đầu tiên đó là một cặp đôi ấm tử xa. Vâng, một cặp đôi ấm tử xa đẹp, độc đáo và rẻ. Đây là một loạt những tác phẩm ấm tử xa cùng chất đất nguyên khoáng Hoàng Kim Đoàn. Và cách đây 3-4 video shop Thế Giới Tử Xa lên liên tục. Vâng, và hầu hết thì đã bán hết rồi ạ. Thưa quý vị, đây là chất đất nguyên khoáng Hoàng Kim Đoàn và lung bằng củi với công nghệ lung 4 lần. Vâng, rất cầu kỳ. Đặc biệt những tác phẩm ấm tử xa chất đất nguyên khoáng Hoàng Kim Đoàn thì tỷ lệ khoáng rất cao, 70-80%. Mặt khác, toàn bộ hoa văn họa tiết trên ấm được phối hợp và lung bằng củi, cho nên là có những cái gam màu rất đặc trưng, không giống nhau và không giống ai. Thưa quý vị, một cặp đôi ấm tử xa đẹp, độc đáo và rẻ, tác phẩm lung bằng củi, chiếc ấm mã số D91, chiếc ấm tử xa dáng châu bàn lục phương, họa tiết đó là phần khắc một cành trúc, đây là phần khắc chìm trên bề mặt ấm và cái phần vòi rất đặc trưng đó, có cái phần vuốt vuông và nhọn đẹp. Cành trúc lối từ thân ấm lên lắc ấm và sang cả bên trái của tác phẩm. Chiếc ấm dáng châu bàn lục phương. Bên trong đây ạ. Lọc chín lỗ. Vâng. Một tác phẩm rất nhẹ nhàng, dung tích 170ml. Chỉ một hoặc hai bát thưởng trà thì là vừa đẹp. Ở phần đáy ấm là dấu lạc khoảng và phần chữ viết của Trung Quốc, đó là sản phẩm lung củi chất lượng cao. Vâng, tạm dịch ra đó là như vậy. D91 170ml 1.280.000. Chiếc ấm mã số D59 là chiếc ấm dáng hợp bàn, tên ấm gọi là Long Ẩn. Vâng, Long Ẩn, một bậc đế vương nhưng mà sống ẩn mình. Vâng, chờ cơ hội, chờ thời cơ. Chiếc ấm rất đặc biệt ở những điểm như sau. Thứ nhất là tác phẩm làm lọc tổ ong ở dạng đơn giản. Vâng, lọc đa khổng ở dạng đơn giản. Đây là lối làm ấm theo lối cổ và chất đất thì rất đẹp, không bàn gì nữa rồi. Và cái phần đầu của chú rồng ấy là chính là cái phần lúm lắp và cái phần thân trải dài từ trên nắp ấm vẽ xuống thân ấm. Đây là phần vẽ khắc chìm trên bề mặt ấm từ xa, sau đó người ta mới lung củi. Và cái phần đuôi thì là vuốt sang bên trái của tác phẩm.
chiếc ấm làm khá cầu kỳ, nhất là độ vuốt của chiếc vòi. Đấy. Và đặc biệt của tác phẩm nữa là phần dấu lạc khoản và những chữ Trung Quốc, đó là sản phẩm nung củi chất lượng cao. Vâng thưa quý vị, không cần nói ra thì cũng vẫn là tác phẩm nung củi rồi, không cần viết ra. Đặc điểm thứ ba của tác phẩm nữa, đó là chiếc ấm làm hai tầng lắp, mục đích để tăng tiết diện không khí, để làm hương trà đậm, sâu và thơm hơn. Thưa quý vị, chiếc ấm dáng long ẩn, dáng ấm hợp bàn, dung tích 180 ml, 1.480.000, giảm 200 vào sáng thứ bảy, còn 1.280.000. Với dung tích 180 ml thì chỉ lên hai quý vị ngồi đối ẩm thì là vừa, vâng, một hoặc hai quý vị ngồi thưởng trà thì là vừa. Mã số D59, đẹp không ạ? Và chiếc ấm mã số D87, chiếc ấm từ xa dáng tây thi như ý, họa tiết là phần vẽ khắc chìm bát tiên và rơi ngũ phúc. Vâng, phần vẽ và những cái màu đen đó là do nhiệt độ của lửa lung củi tạo thành. Bên trái là phần khắc chữ thư pháp cổ, đây là phần khắc chìm. Đối với những chiếc ấm dáng tây thi như ý lắp chìm thì luôn luôn rất là đẹp, bởi vì chiếc lắp chìm hẳn xuống. Và thứ hai nữa là một cái tác phẩm trông rất đẹp, tròn trịa và nước sẽ rất đẹp. Họa tiết đẹp không ạ? Cái phần núm lắp ấy là cách điệu của một chú thỏ. Cái phần vòi cũng rất đặc trưng. Phần quai ấm là họa tiết của rồng. Chiếc ấm lọc 9 lỗ. D87 290 ml, giá 1.380.000. Và một tác phẩm rất đẹp và độc đáo và lạ. Vâng. Chiếc ấm mã số D113. Một chiếc ấm từ xa dáng ấm lăng hoa. Chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn và lung củi. Và quý vị hãy nhìn kỹ cái phần họa tiết vẽ khắc trên bề mặt ấm. Đối với những người chơi tượng, những người sưu tầm tượng thì cũng nhận ra đây là nhân vật nào ạ? Vâng. Đó là Ngài Tế Công. Ngài Tế Công sinh năm 1130 và mất năm 1209. Thưa quý vị, tên thật là Lý Tu Duyên, pháp danh là Đạo Tế, là một vị thiền sư của Trung Quốc thời Nam Tống. Thưa quý vị, một hình ảnh một vị thiền sư, quần áo rách dưới, chân thì ống thấp ống cao, chân thì đi đất, chân thì đi dép, vâng, rất là sộc sạch, cầm một chiếc cái quạt cũng rách lát, nhưng cái ấn tượng vẫn là khất khẻo bên một cái bình hồ lô rượu. Vâng, đối với những người chơi tượng thì tượng Tế Công thì là rất thân quen rồi. Thưa quý vị, một tác phẩm ấm dáng rất kinh điển, dáng ấm lăng hoa cổ và cái phần vẽ cũng rất ấn tượng. Đây là một dáng ấm cao, thoát dáng, dễ dùng, đặc biệt cái phần vòi rất là dài, dễ rót, và hai nữa cũng dễ để trưng bày. Đặc điểm tiếp của tác phẩm đó là cái phần lắp ấm, cái lúm lắp là họa tiết của hai cái cây lấm. Vâng. Chiếc ấm lọc 7 lỗ. D113,
370ml giá 1.280.000. To, đẹp, rẻ. 370ml thì quý vị cứ yên tâm rằng từ 6 đến 8 bát thưởng trà thì rất đẹp. Đặc biệt đối với những quý vị mà dùng các loại trà Thái Nguyên và thích ngâm trà trong ấm từ xa thì quý vị cứ rót đầy ấm vào và quý vị ngâm trà. Vâng, những quý vị mà nghiện trà khá là lặng ấy, thì rất là thích ngâm trà trong ấm từ xa. Thì đối với những chiếc ấm dung tích to thì đó là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Mã số D113 và một tác phẩm cũng rất đẹp độc lạ nữa. Một chiếc ấm từ xa dáng ấm song long bán nguyệt. Họa tiết chủ đạo đó là một đôi rồng đang hướng về nhau và miệng ngậm một cái viên châu báu. Và cái phần quai ấm, phần vòi là họa tiết rồng. Trên ấm thì phần khắc chữ thư pháp cổ. Vâng, đây là phần khắc chìm. Và có cái điểm, những cái điểm gờ vuốt rất ấn tượng ở phần thân ấm, tạo một cái độ khỏe của tác phẩm. Đây là một dáng ấm phải nói là dùng rất chắc chắn, để vững chắc, cầm chắc tay. Bên trái cũng vậy. Vâng. Một tác phẩm dáng ấm đẹp, cầm chắc chắn và lọc những 14 lỗ. Chắc chắn nước sẽ rất khỏe. Phần đáy ạ. Phần đáy là phần vẽ. Vẽ đây là một chú chim phượng hoàng. Vâng. Hai chú chim phượng hoàng ở phần đáy ấm. Đây là phần vẽ, vẽ khắc chìm. D101 320ml giá 1.280.000 một tác phẩm. Và tiếp theo lại là một tác phẩm đẹp độc đáo nữa. Vâng. Chiếc ấm từ xa dáng ấm cấp trực. Chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, lung củi và công nghệ lung là gồm có 4 lần, 4 giai đoạn. Mặt bên phải là phần vẽ khắc chìm một chú rồng. Quý vị hãy cảm nhận kỹ phần đầu rồng và phần những cái móng vuốt rất nhọn. Trông như là một bức tranh 3D. Đấy, phải nói là rất đẹp và ấn tượng. Và đặc điểm ấn tượng tiếp đó là cái phần quai ấm có một cái điểm gờ nổi lên. Cầm thế này cũng rất là tốt và dễ cầm. Và cái ngón cái chúng ta đặt vào cái điểm gờ. Bên trái là phần khắc chữ thư pháp chìm. Đặc điểm ấn tượng của tác phẩm đó là cái phần lúm lắp, là phần vẽ đắp họa tiết, đắp họa tiết của một cái đầu rồng. Và cái phần lỗ thoát hơi ấy, chính là ở cái phần cái mồm của chú rồng. Rất ấn tượng. Chất đất quý vị hãy cảm nhận độ khoáng ạ. Quý vị mà có những cái tivi 65 inch, 100 inch thì nhìn thì nó rất là rõ ràng. Vâng. Trước này quý vị hãy nhìn cái phần lỗ lọc ạ. Lọc 10 lỗ. À không. Đây là 8. 80 cả 6, 14 lỗ. 14 lỗ. Một tác phẩm đẹp, dáng ấm đẹp, cầm chắc chắn của một nghệ nhân nữ đẹp gái. Vâng. Đó là nghệ nhân nữ Quản Hải Yến. Một nghệ nhân nữ nhưng mà lại làm được những cái tác phẩm rất đẹp và gai góc.
D101 220 mm, giá 1.580.000. Đối với dung tích 220 mm thì chỉ 3 bát trở lại thưởng trà thì là vừa đẹp. Và thưa quý vị, phần cuối của cuốn video vào sáng thứ bảy sẽ là hai tác phẩm ấm từ xa đẹp, độc đáo và kinh điển. Đó là hai tác phẩm ấm từ xa cùng dáng ấm. Vâng, cùng dáng ấm, cùng dáng ấm Phan Hồ, nhưng một chiếc thì là lắp lỗi và một chiếc là lắp chìm. Và của hai xưởng ấm rất có uy tín và shop đã giới thiệu cả nghìn tác phẩm rồi, và cả nghìn quý vị đã từng sử dụng những tác phẩm của hai xưởng ấm này. Chiếc ấm mã số X5, chiếc ấm dáng Phan Hồ, chất đất cũ nguyên khoáng đại hồng bào, họa tiết là phần đắp lỗi và dát vàng một chú chim chỉ đang đậu trên một cái cành hoa mẫu đơn. Đây là phần đắp lỗi và dát vàng. Phần bên trái là trơn. Thưa quý vị, tác phẩm kinh điển rất hiếm hoi và đặc trưng, làm lọc tổ ong, lại là của xưởng ấm. Vâng, của xưởng ấm thủ công số 1 và phần chữ nhỏ là nguyên khoáng đại hồng bào đất cũ. Và đặc trưng của những chiếc ấm xưởng số 1 thì bên trong lắp của những chiếc ấm sẽ không có dấu lạc khoản, chúng tôi giải thích hàng trăm lần rồi. Vâng, đặc điểm ấn tượng của tác phẩm nữa là phần dát vàng cái viền nắp ấm, và cái phần dát vàng ở lúp nắp, và cái phần dát vàng ở phần vòi ấm. Chiếc ấm mã số X5 350 mm, giá 8.800.000. Và thưa quý vị, tác phẩm số 8 trong cuốn video vào sáng ngày thứ bảy là chiếc ấm mã số A159. Tác phẩm này chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn cách đây khoảng 5-6 tháng rồi. Vâng, và chính shop Thế Giới Từ Xa cũng sử dụng một chiếc ấm cùng dáng thế này. Đây ạ, đây phải nói là một cặp đôi rất đẹp và ấn tượng. Chiếc này thì chúng tôi đã dùng rồi. Bên trong đây ạ. Vâng, chiếc của shop Thế Giới Từ Xa dùng, đó là đào trường thọ và rơi ngũ phúc, đắp lỗi 3D và dát vàng. Và tác phẩm hôm nay giới thiệu đó là chiếc ấm mã số A159. Họa tiết là phần chim chỉ đang đậu trên một cái cành hoa sen, cái cành bắp sen. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị, bắp sen với những cái hạt của cái phần bắp sen này, quý vị hãy để ý những cái hạt ấy, to nổi lên rất là, và một cái bông sen rất là to, cái cành hoa sen này. Đây là phần đắp lỗi và dát vàng. Và chúng tôi phải nói rằng ấn tượng nhất cái phần viền vàng ở cái phần lắp ấm này, cái viền rất to và chiếc ấm rất là lắp rất là khít. Và cái phần dát vàng ấn tượng nữa, đó là cái phần lúp nắp và cái phần vòi. Đây là một tác phẩm ấm to, dung tích 380 mm, của xưởng ấm Thanh Đức Đường. Vâng, lạc khoản năm 1968. Một chiếc ấm từ xa cũ cổ chưa sử dụng, tồn tại trong các xưởng, trong nhà dân. Và đây là một tác phẩm phải nói là nước rất đẹp. Nếu mà quý vị sử dụng hoặc để sau này cho con cho cháu để dùng tiếp thì chúng ta
sở hữu một tác phẩm này. Nó phải to thế này thì mới lột tả hết được cái vẻ đẹp. Vâng. Và đối với chúng tôi thì luôn luôn rất thích những chữ ấm từ xa. Vâng, rất thích những chữ ấm làm to. Một tác phẩm ấn tượng. Bên trái thì là có bốn chữ Diệu Tâm Minh Túy. Tạm dịch ra có nghĩa là những người say mê trà, là những người có tâm hồn đẹp. Vâng. Một tác phẩm kinh điển làm lọc tổ ong. Ba trăm tám mươi mil, giá 9,8 triệu. Và ở video vào sáng ngày thứ bảy, quý vị mua bất kỳ một trong hai tác phẩm cuối của cuốn video này sẽ được tặng một bộ chén gồm bốn chữ Như Ý Cát Tường, dung tích khoảng 65 đến 70 ml một chén. Và bộ chén này là 850.000 một bộ, 4 chiếc. Đối với những chiếc ấm to như thế này thì quý vị nên dùng hai bộ chén và chúng ta sẽ bỏ ra hai chiếc nữa. Và một thành một bộ 6 chiếc. Vâng. Khi nào đông khách thì chúng ta bỏ cả 8 chiếc ra thì là rất đẹp. Quý vị hãy cảm nhận về màu sắc ạ. Phải nói là có một cái màu sắc và cái hoa văn họa tiết cùng là một cái màu đỏ rực rỡ. Điểm 10 cho chất lượng, điểm 10 không có nhưng. Thưa quý vị mua một trong hai tác phẩm sẽ được tặng một bộ chén này, không lấy chén, trừ tiền 850.000, rất dễ. Còn những chiếc ấm đầu là những chữ ấm không có khuyến mại. Vâng. Và tác phẩm A159 380 ml, giá 9,8 triệu, cũng là tác phẩm thứ 8. Vâng, trong cuốn video vào sáng thứ bảy và cũng là các tác phẩm kết thúc của cuốn video. Shop Thế Giới Từ Xa xin chân thành cảm ơn tất cả quý trà hữu đã xem video và đồng hành với Shop Thế Giới Từ Xa trong rất nhiều năm qua. Mọi tư vấn, mua bán, giao dịch, trao đổi, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ về đây ạ. 0917 82 81 86. Chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, ngày thứ bảy cuối tuần, xin kính chúc tất cả quý trà hữu thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và những người thân. Shop Thế Giới Từ Xa, xin chào và hẹn gặp lại.